Khu đô thị Mỹ Gia tọa lạc tại phía tây thành phố Nha Trang, thuộc xã Vĩnh Thái. Vị trí kề cận khu trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa. Phía nam dự án tiếp giáp khu công viên Lê Hồng Phong. Phía đông là dòng sông Quán Trường được mở rộng làm thành một điểm nhấn cho thành phố mới. Phía tây được bao bọc bởi các dãy núi, tạo ra thế phong thủy, tựa núi kề sông, vô cùng tráng lệ. Cách trung tâm thành phố và đường biển Trần Phú từ 4 đến 5 km. Cách siêu thị Cúp Mát khoảng 1 km, ga xe lửa chỉ khoảng 10 phút và nằm gần bến xe phía nam của thành phố. Hai hướng chính đi vào khu đô thị Mỹ Gia Nha Trang là đường đại lộ Võ Nguyên Giáp, độ dưới 60m, hay còn được gọi đường cao bá quát cầu lùng. Đây là trục đường xương sống của dự án, và tuyến đường thứ hai là đường Phong Châu, giúp kết nối khu trung tâm thành phố Nha Trang từ đường Lê Hồng Phong ra thẳng đường quốc lộ 1A. Kết nối hệ thống giao thông từ khu đô thị Mỹ Gia Nha Trang rất thuận tiện qua các tuyến đường như đại lộ Võ Nguyên Giáp 60m, đường Phong Châu, đường Vĩnh Thái. Tới ga đường sắt Nha Trang chỉ khoảng 2,2 km. Kết nối đến QL1C khoảng 2 km, kết nối ra cảng Nha Trang khoảng 8 km, kết nối tới sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 35 km. Khu đô thị Mỹ Gia được đánh giá là một trong những dự án đô thị quy mô hàng đầu tại Nha Trang, tọa lạc trong khuôn viên 181,96 ha, cung cấp đầy đủ các công trình tiện ích cần thiết cho nhu cầu sống. Với địa thế đẹp tự nhiên, tựa núi, kề sông và cảnh quan môi trường hoàn hảo cùng chiến lược quy hoạch tổng thể thông